Khi ta hoa hạ vô thần, nhiều đế quốc nhao nhao khởi xướng quốc vận lôi đài chiến. Những người dự thi triệu hồi ra thần minh lẫn nhau so tài. Triệu hoán đi ra thần minh càng nhiều thì càng lợi hại. Nhưng thế giới này người hoa hạ xuất hiện ký ức về những vị thần tương đối ít. Thân là thống soái tướng quân tam quân, có thể đánh thức thần minh đều ít đến đáng thương. Tất cả quốc gia đều dự định thừa dịp hoa hạ bị thua một khắc này, đối nó khởi xướng tranh đoạt. Là người xuyên không, kiếp trước anh đã đọc vô số quyển sách và hiểu rõ về nền văn minh Trung Hoa. Ngay tại chỗ, anh đã cầm bút viết ra 10 vạn thần tiên Trung Hoa. Tên là Thuận Thiên, một tiếng hô dài, chư thần giáng lâm. Ai dám nói hoa hạ vô thần? Hôm nay là ngày thi đại học, cũng là ngày những người đủ 16 tuổi thức tỉnh. Lúc này một cái thiếu niên đi tới một pho tượng đá trước mặt, miệng lẩm bẩm húy hiệu và pháp lực của thần linh. Thiên thần phủ định càn khôn, vãn bối Tiêu Vũ cung thỉnh căn cứ linh thần buông xuống. Chỉ thấy nguyên bản màu xám tượng đá bắt đầu một chút phai màu, sau đó hóa thành một đạo tử quang đã rơi vào trong cơ thể của Tiêu Vũ. Một đám lãnh đạo trường học lập tức vui vẻ ra mặt. Thức tỉnh thành công, thế mà còn là màu tím phẩm chất thần minh. Quả nhiên không hổ là con trai hiệu trưởng, nhưng mà anh lại một mặt khó hiểu. Cứ thế nhịn không được cười ra tiếng. Vốn cho rằng thức tỉnh thần minh là kiện độ khó cực lớn sự tình, thì ra chỉ cần đem cố sự nhân vật thần thoại thuật lại là được. Bên cạnh giáo hoa Trần Tư Tư thấy thế bất mãn, nhìn anh một chút, quả nhiên là người không biết không sợ. Ngươi cho rằng cái này rất dễ dàng sao? Liên quan tới thần minh miêu tả, cái này mỗi một câu nói cũng là vô số người dùng sinh mệnh đổi lấy. Thức tỉnh đánh cược mạng sống cũng không phải tuyệt đối an toàn. Một khi hô sai tên thần minh hoặc miêu tả, cùng với không phục, sẽ xem như tử vong. Tại nguyên bản thế giới, chỉ cần người nhìn qua phong thần bảng, đều có thể dễ như trở bàn tay thuật lại. Mà ở thế giới này người cũng không nhận ra mấy cái nhân vật thần thoại, thậm chí ngay cả năng lực đều dựa vào đoán. Nghĩ tới đây anh vội vàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm. Kết quả như anh nghĩ một dạng, không có nửa điểm tư liệu bối cảnh liên quan tới nhân vật thần thoại. Ngay sau đó là học sinh thứ hai lên đài, có thể lựa chọn pho tượng thần minh. Mỗi lần cũng là ngẫu nhiên xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy một bức tượng hình con khỉ, hộ lập tức sôi trào. Là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ít nhất cũng là kim sắc phẩm chất. Hàn Vĩ đây là dẫm nhầm cướp chó nha. Hoa hạ có rất ít thông tin về các vị thần công khai, không ngờ lại bị cậu ta gặp được. Cậu ta đây là muốn bay lên. Sau khi anh ngẩng đầu nhìn về phía cái tượng đá kia, trước tiên liền phát giác không thích hợp. Một mặt hung tướng, trên thân bị xiềng xích trói chặt, chung quanh thân thể hình như có hơi nước lượn lờ. Người xem qua Tây Du Ký đều biết, Tôn Ngộ Không thế nhưng là không giỏi bơi. Mọi người ở đây hâm mộ trong ánh mắt ghen tị. Cái kia tên là Hàn Vĩ thiếu niên mở miệng, Trung Thiên Linh Tú Mỹ Hầu Phương, Định Hải Thần Châm hai bên trong dấu yêu đạo hai tộc tất cả huynh đệ, sư đồ bốn người gặp Phật Quang, vãn bối Hàn Vĩ cung nghênh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Theo hắn vừa nói xong, viên hầu pho tượng không hề có động tĩnh gì. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kỳ tích buông xuống. Nhưng mà một giây sau bộp một tiếng, Hàn Vĩ cơ thể trong nháy mắt bạo toái. Trong đám người hét lên kinh ngạc tại sao có thể như vậy. Cái này chẳng lẽ không phải Tề Thiên Đại Thánh sao? Chưa nghe nói qua còn có khỉ khác. Đã được thần minh cả. Chẳng lẽ quốc gia nghiên cứu tư liệu là sai lầm? Trong chớp nhoáng này, không ít người đối với quốc gia tư liệu sinh ra hoài nghi. Hiệu trưởng ngữ khí vội vàng đối với bên cạnh chủ nhiệm hô. Lập tức liên hệ thành chủ, đem việc này hồi báo đi lên. Đồng thời khóa chặt bức tượng thần này, đừng có bỏ đi. Xem có người hay không có thể gọi tên của nó. Một cái xa lạ thần chi, đối với toàn bộ hoa hạ tới nói cũng là một hồi kỳ ngộ. Bởi vì mỗi một vị thần giác tỉnh, tương ứng khí vận quốc gia cũng sẽ tăng thêm một phần. Hoa hạ đế quốc kể từ linh khí khôi phục đến nay, trải qua trăm năm mới đánh thức được 500 vị thần. Có vẻ như không nhiều nhưng số người hy sinh vì điều này đã lên tới hàng triệu. Bây giờ toàn bộ thần ân đại lục chỉ còn dư 13 cái đại quốc gia. Khi xưa Mẽo Quốc quốc hiệu xưng thế giới đệ nhất cường quốc. Kết quả tại linh khí khôi phục sau đó, ngược lại là thứ nhất bị người cho diệt. Nguyên nhân chính là bọn hắn nội tình quá nhỏ bé, không có hệ thống thần thoại thuộc về mình. Mà anh đảo đế quốc, nhưng là dựa vào hoa hạ đế quốc truyền thừa, phát triển ra chính mình hệ thống thần thoại. Nghĩ tới đây anh nhịn không được có chút bi ai. Quốc gia khác đều có tôn giáo tín ngưỡng, trắng trợn tuyên dương truyền bá. Chỉ có hoa hạ đế quốc đối với chuyện này cũng không chú ý. Cái này dẫn đến không thiếu quốc nhân đều quên đi nhân vật thần thoại của chính họ. Bằng không, bằng vào hoa hạ đế quốc mấy ngàn năm văn hóa nội tình, thì sợ gì những thứ này. Thành chủ vừa xuất hiện, đã nhìn thẳng vào bức tượng thạch hầu mới xuất hiện kia. Cũng là chau mày, rõ ràng lấy kiến thức của hắn, cũng không nhận ra nguồn gốc của vị thần này.
một vị giáo sư già trong đó thần sắc có chút phức tạp, tiến lên nói căn cứ vào tư liệu ghi chép. Ngược lại là có mấy vị thần có bộ dáng viên hầu. Chỉ có điều cái này cần có người đi xác nhận. Đại khái phải 5 cá nhân. Giáo sư già thần sắc cùng nhiên hổ thẹn là chính mình vô năng. Mới có thể làm cho những này bọn nhỏ lấy mạng đi đánh cược. Nếu như bọn họ có thể nhiều nghiên cứu ra một chút tư liệu. Cần gì phải dùng loại phương thức này. Không thiếu học sinh đều cúi đầu. Bọn họ cũng đều biết danh ngạch này ý vị như thế nào. Nhưng tương tự có người ánh mắt kiên định đứng dậy. Ban 1, Lâm Hạo nguyện ý đánh cược mạng sống. Ban 2, Tề Tiểu Tiểu nguyện ý đánh cược mạng sống. Ban 5, Tào Nga nguyện ý đánh cược mạng sống. Lục tục ngo ngoe có mấy chục người đứng dậy. Vài giáo sư bắt đầu cho người bị tuyển chọn. Giảng thuật bọn hắn tra ra tư liệu. Nhưng mà sau khi nghe xong, anh liền cau mày. Bởi vì những câu trả lời này bên trong, không có một cái nào là chính xác. Việc này liền mang ý nghĩa ai nếu như nói như vậy, nhất định sẽ chết. Đang lúc thời điểm vị thứ nhất Lâm Hạo chuẩn bị đi vào, anh đứng dậy. Cái kia ta thật giống như biết một chút. Lai lịch của ông ấy khác với những gì mà các giáo sư nói. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Có nghi ngờ, có trào phúng, có đố kỵ, có đủ loại ánh mắt. Giáo viên chủ nhiệm vốn không ưa tôi quát lên. Tưởng Văn Minh, cậu điên rồi à? Cậu có biết rằng nếu nói sai một lời thì sẽ chết trong đó không? Anh cũng biết chủ nhiệm lớp đây là muốn tốt cho anh. Không muốn thấy anh chết oan uổng. Nhưng anh chỉ là cười cười cũng không có giảng giải. Là người đã đọc hàng vạn cuốn tiểu thuyết trên mạng, tôi có thể nói là vô cùng am hiểu về các nhân vật thần thoại của Hoa Hạ. Đơn giản có thể nói như lòng bàn tay. Theo anh một bước bước vào tạo hóa chi môn, ngoại trừ bức tượng con khỉ ban đầu, còn lại tất cả các bậc tượng đều được làm mới. Tuy nhiên, anh không tiến thẳng đến trước bức tượng thạch hầu đó mà lại tỏ ra thích thú ngắm nhìn những bức tượng đá khác. Nhưng mà hành động của anh lúc này rơi vào tầm mắt người ngoài lại là biểu hiện của sự lùi bước. Quảng trường không thiếu học sinh cũng bắt đầu nghị luận. Gia hỏa này sẽ không phải là sợ rồi sao? Mới vừa rồi còn một bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên. Nguyên lai cũng là giả tạo. Hiệu trưởng vừa định mở miệng thúc giục, lại bị một bàn tay lạnh lùng chặn lại. Mỗi người sẵn sàng hy sinh thân mình để đánh thức vị thần đều đáng được tôn trọng. Cho dù chết cũng là anh hùng hy sinh vì đất nước, ông tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai can thiệp, càng không cho phép bôi nhọ họ. Giữa những ánh mắt của mọi người, tôi dừng lại trước một bức tượng thần bằng đồng khổng lồ. Nó có hai cánh nhưng lại có ba chân, tay cầm một cuộn giấy, khuôn mặt nghiêm nghị. Đám người nhao nhao ngờ tới đây chẳng lẽ là Lôi Công. Nhưng Lôi Công cầm trong tay lôi chùy, nhưng vị này cầm trong tay quyển trục. Trong lúc nhất thời, không ai có thể chắc chắn được đây là Lôi Công hay Lôi Chấn Tử. Tuy nhiên, họ không biết rằng, khi nhìn thấy bức tượng đá trước mặt, toàn thân anh run rẩy vì xúc động, sau đó anh sửa sang lại một chút trang phục và tiến về tượng đá nói. Vãn bối Tưởng Văn Minh cung nghênh chủ nhân của thiên đình, vạn yêu chi chủ, đế quận giáng lâm. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Thiên đình chi chủ, vạn yêu chi hoàng. Đây là hành vi gì? Thiên đình chi chủ không phải Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Đế Tuấn là ai? Có phải hay không là hắn nói bừa? Nhưng vào đúng lúc này, trên tượng đá màu cho tàn dần dần rút đi, lộ ra bên trong nguyên bản hình dáng. Một tiếng thở dài từ trong miệng nam nhân vang lên. Nghĩ không ra thời đại này, còn có người nhớ kỹ tên thật của ta. Ngay sau đó, chính là ngất trời hồng quang chui vào trong cơ thể của anh. Mà Đế Tuấn thân ảnh cũng từ tạo hóa trong cánh cửa tiêu thất. Giờ khắc này không chỉ là học sinh, lão sư, liền thành chủ Lý Tư Viễn, đều khiếp sợ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hiện tại người ta chỉ biết đến 5 cấp độ của các vị thần. Theo thứ tự là lục, xanh, tím, kim, đỏ. Lục sắc thấp nhất, màu đỏ cao nhất. Cho đến trước mắt, ngoại trừ lãnh địa giáo hoàng xuất hiện qua màu đỏ thần minh, còn không có quốc gia thứ hai xuất hiện qua. Nhưng bây giờ có Hoa Hạ đế quốc, cuối cùng có màu đỏ thần minh. Điều này đại biểu một hệ thống thần thoại. Vạn yêu chi hoàng đúng là danh bất hư truyền. Hoa Hạ đế quốc bên trong vạn thần điện, chậm rãi thêm ra một ngọn đèn sáng cùng một pho tượng. Lẻ loi chiếm cứ lấy hàng phía trên cùng. Phụ trách thủ vệ vạn thần điện binh sĩ thấy cảnh này, miệng há hốc đủ để nhét vừa một nắm đấm. Tiếp đó chạy đến một bên liều mạng gõ kinh lôi. Đông, 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 ba tiếng trống vang lên truyền khắp cả nước. Điều này đại biểu Hoa Hạ xuất hiện thêm một vị thần. Tuy nhiên, khi mọi người đang chúc mừng sự xuất hiện của vị thần, tiếng trống lại vang lên. Đông 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 liên tục 4 tiếng. Hoa Hạ thủ phủ, một ông lão mặc quân phục ngây người nhìn thư ký bên cạnh. Ta có nghe lầm hay không? Tâm thần chi mặc dù hiếm thấy, nhưng cách mấy năm tất cả sẽ xuất 1 đến 2 vị. Mặc dù mừng rỡ nhưng còn chưa tới sư thái quá. Nhưng đây là sự hy sinh. Điều này có ý vị gì hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Điều này có ý nghĩa thế nào?
ông ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Sự xuất hiện của vị thần cấp độ thần vương có nghĩa là vị thần có sức mạnh chiến đấu cao nhất của đế quốc Trung Hoa cuối cùng cũng xuất hiện. Sau này rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Cuối cùng có thể đứng nghiêm đối mặt tất cả địch nhân rồi. Vị này Hoa Hạ đế quốc thống soái tối cao. Lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Trời phù hộ Hoa Hạ ta. Nhanh đi tra một chút là người phương nào đánh thức thần chi. Để Long Giã tướng quân tự mình đi qua. Phái Long Phòng quân tiến đến hộ giá. Các quốc gia ở giữa, những tên gián điệp bắt đầu truyền tải thông tin tình báo. Mà Hoa Hạ đệ nhất chiến thần danh xưng Long Giã tướng quân. Lúc này đang một mặt ngưng trọng nghe điện báo của cấp trên. Vâng, bây giờ tôi sẽ lập tức đến đó. Cúp điện thoại, khuôn mặt nghiêm nghị của Long Giã bỗng nở một nụ cười. Vị thần phẩm chất màu đỏ xuất hiện, ai còn dám lại chế giễu bọn hắn Hoa Hạ vô thần. Sau đó Long Giã cũng hét lớn một tiếng phong hỏa luân. Sau đó, một vị thần hư ảo có ba đầu sáu tay đột nhiên xuất hiện sau anh ta, đó chính là Tam Thái tử Na Tra. Dưới chân trống rỗng xuất hiện hai đám lửa, cơ thể tựa như chớp giật xông thẳng tới chân trời. Trong khi đó, trên quảng trường Tông Hành, thị trưởng Lý Tư Viễn run rẩy vì xúc động, cảnh giác bảo vệ trước cánh cổng tạo hóa. Hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ thiếu niên này. Chờ tướng quân ở kinh thành đến, nhưng mà thân ở tạo hóa chi môn ta đây, cũng không biết thế giới bên ngoài, như cũ tại tiếp tục tìm kiếm những vị thần khác. Vừa rồi kích hoạt lên yêu hoàng đế tuấn, này liền mang ý nghĩa, anh có thể tùy ý đánh thức yêu thần tùy ý, không chỉ là yêu tộc, chỉ cần lệ thuộc thiên đình thần trí cũng có thể tỉnh lại. Bởi vì đây chính là yêu hoàng đế tuấn thiên đình người sáng lập, đứng đầu hệ thống thần thoại Trung Hoa, chót đỉnh kim tự tháp tồn tại, cũng thấy một quyền, phát hiện cũng là một chút chưa nghe nói qua tên anh linh. Thậm chí còn có một chút trong truyền thuyết dân gian hoang dại. Cái này không chỉ có để anh có chút buồn bực. Cuối cùng, tôi vẫn từ từ bước đến trước bức tượng khỉ đó. Những người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này qua màn hình đều sửng sốt. Mọi người đều biết đây là một vị thần có thực lực cực mạnh. Nhưng trước đây, đã có người thức tỉnh triệu hồi Tôn Ngộ Không, nhưng đã chết vì điều đó. Anh hết sức rõ ràng, pho tượng này cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh. Ngang dọc bát hoang hung danh hiển hách, trưởng quản sông núi hồ nước, tội ác thế nhân. Là vị thần cực kỳ hung tàn. Bên ngoài sân người xem từng cái ở trong lòng cầu nguyện cho anh. Nhanh dừng tay lại, anh tuyệt đối đừng làm điều ngốc nghếch đó. Song song, chẳng lẽ chúng ta mới xuất hiện một vị thần màu đỏ. Thần quyến giả liền muốn chết đi như thế sao? Nhưng mà lời nói của bọn họ cũng không thể lọt vào tai anh. Trên thực tế coi như truyền đến tai anh cũng không bỏ. Linh hồn loại này cơ hội gặp căn bản là không nhiều. Ngoại trừ việc có thể tùy ý đánh thức thần minh khi thức tỉnh. Lui về phía sau cũng chỉ có thể dựa vào tham dự thần thoại lôi đài chiến. Anh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Dù sao mỗi lần thức tỉnh một thần minh, liền có thể nhiều thu được một phần truyền thừa. Nhất là trước mắt vị này, cũng coi như là hồng hoang một trong bá chủ. Lần này bỏ lỡ, tương lai lại nghĩ đổi mới ra tới. Không biết phải chờ tới khi nào. Lúc này, thành chủ Lý Tư Viễn đang cảnh giác với bốn phía sau khi nghe thấy tiếng hò hét của mọi người không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Nhưng chỉ một cái liếc mắt thôi suýt chút nữa làm hồn vía của ông ta bay mất. Thầy trò kinh hô không cần. Trùng hợp lúc này Long Giã tướng quân hóa thành một đạo hỏa quang. Từ cuối chân trời vọt tới. Cái gì không cần? Lão Lý, chủ nhân của thần minh màu đỏ là ai? Thấy đối phương không trả lời ông ta, nhíu mày, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy một cái thiếu niên đang đứng tại trước mặt một pho tượng viên hầu. Hướng về hắn khom người cúi đầu. Chiếc áo choàng màu trắng bó sát, cơ thể trắng tinh khiết. Hỏa nhãn kim tinh, vãn bối đem văn minh cung nghênh thượng cổ thủy thần, đấng tạo hóa của thế gian. Theo tiếng nói của anh rơi xuống, tất cả mọi người đều nín thở. Sợ anh cùng trước đây giác tỉnh giả một dạng, triệu hoán thất bại biến thành một vũng máu. Thời gian một chút trôi qua, nguyên bản màu xám pho tượng bắt đầu một chút phai màu. Một vệt kim quang phóng lên trời tiếp đó chui vào thể nội. Tượng đá hiển lộ ra nguyên bản bộ dáng. Chính là một con khỉ già với bộ lông màu trắng. Đôi mắt vốn nhắm chặt của ông ta đột nhiên mở ra. Một đôi con mắt màu vàng óng dạng người rực rỡ. Người nào gọi ta? Quảng trường mọi người tại sau khi thấy một màn này. Triệt để điên cuồng, thành công. Bọn hắn Hoa Hạ đế quốc lại nhiều thêm một vị thần minh. Vẫn là kim sắc phẩm chất thần minh. Thủy thần đại nhân. Ngoại bang tiêu tiểu ký thác ta thần châu đại địa. Nhất tộc ta thần nhiều lần phạm ta thần chu. Làm gì được ta thần châu chư thần không tà. Chúng ta tử tôn hậu duệ bất hiếu. Chậm chạp không cách nào đón chư thần về. Khẩn cầu thủy thần đại nhân giúp đỡ thần châu cứu vớt chúng ta. Nói xong anh hướng Vô Chi Kỳ bái lạy. Vô Chi Kỳ cười lạnh một tiếng. Trong đôi mắt tản mát ra một vệt kim quang. Xuyên thấu qua tạo hóa chi môn. Rơi vào phía ngoài trên người một người.
Dị tộc tà thần, ngươi nói là cái này sao? Bây giờ ta đem sức mạnh cho ngươi mượn. Đi tự tay rớt hắn. Vô Chi Kỳ mà nói. Rõ ràng truyền vào tai mọi người ở đây. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra. Vị này đến cùng là thần gì à? Lại còn muốn thần quyến giả đi rớt người. Bọn hắn nói dị tộc tà thần là có ý gì? Vì cái gì đều nhìn về Vương lão sư? Đám người nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên, anh lại trở nên đau tim. Những lời Vô Tri Kỳ nói mà anh nghe được. Đây là cho rằng thần minh sau lưng lão sư chính là nhất tộc tà thần. Nhưng cái này sao có thể? Đối phương thế nhưng là lão sư trường học A. Vô Tri Kỳ nhìn anh không nhúc nhích đánh giảng giải nhất cử. Hắn thức tỉnh cái kia cũng không phải là hoa hạ chi thần. Cứ việc động thủ chính là lấy được xác định trả lời chắc chắn sau. Anh chào tạm biệt Vô Tri Kỳ. Nhanh chân hướng về đi ra bên ngoài. Bên ngoài quảng trường thành chủ Lý Tư Viễn. Cùng Long Giã tướng quân ánh mắt rơi xuống trên thân Vương lão sư. Trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Đây là bọn hắn hoa hạ lão sư. Là người biết gốc tích. Hắn như thế nào lại thức tỉnh một tà thần. Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Hiệu trưởng cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Người dưới trướng mà ông ta vất vả bồi dưỡng lại là gián điệp. Nếu mà đúng là thế thì tự sát cũng không đủ. Chỉ có một cách để xác minh danh tính dựa trên tên. Đó là đấu trường thần thoại. Nhưng cơ hội chủ động mở ra lôi đài một năm chỉ có một lần. Thành chủ Lý Tư Viễn có chút chần chờ. Long Giã tướng quân minh bạch ý tứ hắn. Vô luận đối phương là không phải gián điệp. Đều khó có khả năng vì hắn mở ra thần thoại lôi đài. Không chỉ là cơ hội chân quý. Cũng bởi vì thần quyến giả của anh mới vừa vặn thức tỉnh. Bọn họ không thể mạo hiểm. Cho nên cái này chiến đấu chỉ có thể tự mình tiến hành. Vương Vệ Quốc thấy mọi người đều dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn qua. Hắn lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Lập tức phản kích, các người có ý gì, nghi ngờ tôi là gián điệp sao? Vương Vệ Quốc thà chết cũng tuyệt đối không mang cái tiếng gián điệp. Anh chậm rãi đi ra tạo hóa chi môn, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên hắn. Ngay tại thời điểm khoảng cách không đủ 5 mét, Vương Vệ Quốc thần sắc đột nhiên trở nên điên cuồng. Hét lớn một tiếng bằng vào huyết tế của ta, mở ra thần thoại lôi đài. Theo thanh âm của hắn vang lên, một vệt kim quang chợt rơi vào trên người của anh. Anh đào đế quốc đối với hoa hạ đế quốc. Phát khởi thần thoại lôi đài chiến, người phát động Matsushita Ichi quyền, người chỉ định tưởng văn minh. Trên bầu trời vang lên một đạo thanh âm to lớn, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa thần ân đại lục. Khoảng cách gần nhất Long Giã cùng Lưu Tư Viễn, tại đối phương âm thanh vang lên, liền lập tức vọt tới. Nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này một giây trước còn dựa vào, đại nghĩa lẫm nhiên Vương lão sư, không chỉ có đột nhiên làm loạn, còn có mở ra thần thoại lôi đài tư cách. Matsushita Ichi điên cuồng cười to, một đám ngu xuẩn. Vốn định qua mấy ngày lại đối phó các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi thế mà may mắn như vậy, lại có thể thức tỉnh thần chi màu đỏ. Một tên nhóc vừa thức tỉnh thần quyến giả mà thôi. Bây giờ bị hắn kéo vào. Thần thoại lôi đài. Tử vong cũng bất quá là sớm muộn. Matsushita Ichi cảm thấy anh vừa mới thức tỉnh thần quyến. Lôi đài đại chiến bên trên phát huy thần minh thực lực có hạn. Tiếp đó anh nhưng lại không hốt hoảng. Nếu như đối phương tự mình động thủ với anh, có lẽ anh không phải là đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn thần thoại lôi đài, lợi dụng thần chi ở giữa chiến đấu đến phân ra thắng bại. Thực sự là trời gây nghiệt có thể lượng, tự gây nghiệt thì không thể sống. Sau đó một vệt kim quang buông xuống, anh cùng Matsushita Ichi bị truyền vào trên lôi đài. Hoan nghênh đi tới chư thần sân thi đấu, thỉnh hai đại đế quốc chuẩn bị sẵn sàng, đăng ký 4 vị người dự thi khác. Quy tắc 1, mỗi cuộc chiến đấu sẽ đổi mới 5 vị thần, tùy ý tuyển một vị có tên xuất chiến. Quy tắc 2, phàm là vị thần xuất hiện, đều chỉ có thể chiến đấu một lần, người thắng sống kẻ bại chết. Quy tắc 3, 5 ván thắng 3, người thắng lợi cuối cùng có thể hướng kẻ thất bại tìm lấy bồi thường. Lúc này hoa hạ đế quốc bên trong như muốn nổ tung, kinh đô trong thủ phủ một đám lão giả đang tại tranh luận không ngừng. Anh đào quốc đột nhiên khởi xướng thần minh lôi đài chiến, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Bây giờ phái ai ra sân là cái vấn đề. Nếu là phái ra chiến lực đứng đầu mấy người ra sân, coi như thắng trận này lôi đài thi đấu. Có thể đế quốc khác nếu là thừa dịp cái này quay người, đối với hoa hạ khởi xướng khiêu chiến, cái kia đến lúc đó làm sao có thể phòng thủ được. Cuối cùng hoa hạ tuyển định Long Giã, cùng một thần quyến giả kim sắc khác, cộng thêm hai thần quyến giải màu tím, cùng anh đối chiến. Trong thời đại mà vị thần cấp độ màu đỏ không xuất hiện, đây chính là chiến lược cao nhất mà hoa hạ có thể đưa ra. Sau khi người chủ trì Bobbin tuyên bố ra người tham gia của anh đào đế quốc, hoa hạ đế quốc thính phòng bên trong, tất cả mọi người đều sắc tái xanh.
bởi vì cái này 5 cá nhân ngoại trừ Matsushita Ichi, còn lại 4 người tất cả đều là kim sắc thần quyến giả. Có thể nói là Hoa Anh Đào đế quốc đứng đầu nhất chiến lược, Hoa Hạ đế quốc trên khán đài. Một cái tóc hoa dâm lão tướng quân, thân thể đều có chút phát run, Hoa Anh Đào đế quốc điên rồi sao? Lại đem tất cả kim sắc thần quyến giả đều cho phái đi ra. Là ta tính sai, đánh giá thấp bọn hắn đối với chúng ta Hoa Hạ căn cứ vào chi tâm. Vốn cho rằng đối phương có thể phái đi ra 2 tên kim sắc thần quyến giả liền đã rất nhiều rồi. Có ai nghĩ được đối phương vậy mà quyết đoán như vậy? Long Dã Thân là Hoa Hạ đệ nhất chiến thần. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai muốn cầm trận đầu. Chỉ cần hắn giành được chiến thắng dứt khoát, cũng chưa hẳn không thể liền đánh 2-2 trận. Ngay tại lúc ông ta chuẩn bị tiến lên thời điểm, anh đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn. Tướng quân không bằng để ta lên trước a. Chỉ là một cái Hoa Anh Đào quốc mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng hạng người. Há lại biết ta Hoa Hạ thần minh cường đại. Mọi người đều cho là anh là đang làm lộ quyết tâm quyết tử. Thật tình không biết, anh căn bản không có đem Hoa Anh Đào quốc mấy vị này thần minh để vào mắt. Đối phương thứ nhất tuyển thủ dự thi, bản mệnh thần minh là biến hóa. Mặc dù am hiểu biến hóa với anh mà nói lại là một cơ hội. Bởi vì vô tri kỳ, hắn lại cho anh một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo. Tuy nhiên, theo sự xuất hiện của bức tượng thần, quốc dân từng cái mặt xám như cho. Bởi vì mỗi một lần đổi thần chi chiến, buông xuống thần minh cũng là ngẫu nhiên. Mà giờ khắc này xuất hiện võ tôn tượng thần, cũng không có người nhận biết thần mình này. Trái lại Hoa Anh Đào quốc bên kia người xem, lại là phát ra từng đợt gieo hò. Là phúc thần thiên cầu AB, khôn khéo đại thần, chúng ta lần này thắng chắc. Hoa Anh Đào quốc AB tinh minh đại thần lưu truyền khắp Anh Đào quốc, cơ hồ đến người qua đường đều biết rõ ràng. Mà anh lúc này nhìn lên trước mắt 5 tôn thần tượng, trên mặt lại hết sức xoắn xuýt. Cũng không phải là không có nhân tuyển, mà là không biết nên tuyển ai. Bởi vì trước mắt võ tôn thần minh, tất cả đều là truyền thuyết cấp đại yêu, tóc vàng khỉ. Mặc dù không biết có phải hay không hồng hoang đệ nhất trí, nhưng thực lực bản thân tuyệt đối sẽ không thấp hơn Đại La Kim Tiên, Phí Liêm, thượng cổ nổi danh hung thú tàn nhẫn hầu giết ngập trời. Một trong thượng cổ tứ hung danh xưng Ứng Long Ngọc Phách, gần với Thanh Long tồn tại. So với vô tri kỳ cũng không yếu hơn bao nhiêu, mà cuối cùng là một con khổng tước. Nhìn qua rất không đáng chú ý, nhưng anh biết rõ vị này chính là siêu cấp đại lão. Bởi vì tên của hắn là Lỗ Hiên, danh xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất chuẩn thánh. Ngũ sắc thần quang không sai, không soát bất kỳ pháp bảo nào. Thần thông ở trước mặt hắn tất cả đều là bài trí. Nhìn về phía Lỗ Hiên, anh cao giọng mở miệng đại đao hồng mã sĩ tranh vanh. Năm đạo bóng loáng sắc tiễn hỗn độn ra phân ngô xuất thế, lưỡng nghi thái cực mặc cho sư tù. Vãn bối đem văn minh cung nghênh yêu tộc chuẩn thánh Lỗ Hiên đại nhân xuất thế. Kèm theo tiếng nói rơi xuống, một đạo hào quang màu đỏ thắm phóng lên trời. Nguyên bản màu xám đen tượng đá chậm rãi rút đi, lộ ra một cái ngũ thải khổng tước. Ngồi ở trên khán đài người Hoa toàn bộ đều khiếp sợ há to miệng. Liền trên thủ tịch đài một đám tướng quân cũng nhao nhao đứng dậy mà nhìn. Lại một vị màu đỏ thần minh, ta không có nhìn lầm chứ? Một hào thủ trưởng Lý Kiến Quân khi nhìn đến cái kia xóa hồng quang sau, càng là thoải mái cười to. Vốn cho là tất thua một ván, ai có thể nghĩ lại xuất hiện đảo ngược. Hai vị màu đỏ thần minh, thử hỏi thiên hạ này còn có ai? Hoa Anh Đào quốc tuyển thủ vừa rồi tại tạo hóa trong cánh cửa, cho nên cũng không có nhìn thấy cái kia ngất trời ánh sáng đỏ. Còn tưởng rằng ta là tùy tiện tuyển một chút. Ha ha ha, ngươi đây là nhận mệnh sao? Vậy mà tuyển một cái gà rừng đi ra. Chẳng lẽ các ngươi Hoa Hạ trong thần thoại còn có gà thần? Mà đứng tại phía sau hắn AB No Se Mây kinh ngạc tột độ. Bởi vì hắn tại cái kia khổng tước trên thân, cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Đằng sau anh, Lỗ Huyên đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Lông vũ trên người hóa thành một kiện áo lông vũ. Hắn cũng từ khổng tước hình tượng đã biến thành hình người dị tộc. Tiêu Tiểu cũng dám như ta một tiếng lạnh hừ. Nhớ tới Lỗ Huyên sau lưng lập tức sáng lên ngũ sắc thần quang. AB tinh minh kinh hãi, vội vàng bảo hộ ở trước người Matsushita Ichi, thuận tay tung ra hai lá bùa chú. Một đầu cự mãng cùng một khỏa sáu mặt tinh thể xuất hiện. Ngũ sắc thần quang quét vào dây leo thân rắn bên trên, trực tiếp đem hắn từ không trung đánh rớt trên mặt đất. Tại cùng sáu mặt tinh thể tiếp xúc lúc, lại bị một tầng ánh sáng nhu hòa chặn lại. Lỗ Huyên khẽ hừ một tiếng, không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn lại chính mình ngũ sắc thần quang. Trong khi AB No Se Mây đối diện càng kinh ngạc hơn, Lục Hà Tĩnh chính là hắn tối cường phòng ngự pháp bảo, có thể chống cự ý chí chớt chóc, nhưng mới rồi lại bị đối phương một chiêu cho đánh nát. Điều này chứng tỏ con công trước mắt này có khả năng giết hắn trong tích tắc. Nhưng mà Lỗ Hiên thân là chuẩn thánh đại yêu,
đánh một cái đối thủ yếu hơn mình. Lại còn lâu như vậy chưa chiến thắng. Một gương mặt Mo có chút không nhịn được. Lần này hắn quyết định không còn bảo tồn thực lực. Ngũ sắc thần quang toàn lực bộc phát. Xanh vàng đỏ hắc bạch võ căn lâm vũ từ lỗ hiên sau lưng hiện lên. Abe No Se Mây thấy thế vội vàng kết động pháp ấn. Từng lá bùa chú được tung ra biến thành từng vị hầu thần. Nhưng những thứ này hầu thần mới vừa xuất hiện, liền bị ngũ sắc thần quang cho quét chúng, lập tức hóa thành hư vô. Chuẩn thịnh chi uy tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Trực tiếp đem Abe No Se Mây đánh thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hầu thần thương hại thay đổi vị trí. Abe No Se Mây, mặc dù không thể triệu hồi ra hắn những cái kia hầu thần bản thể, thế nhưng là có thể lợi dụng bọn hắn để ngăn cản tổn thương. Hoa anh đào quốc thần thánh cái kia một pho tượng đột nhiên phá toái. Ngọn đèn đại diện cho sinh mệnh thần minh này cũng theo đó mà tắt. Một bóng thần sứ bay ra khỏi cơ thể Abe No Se Mây. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc đến ngũ sắc thần quang, tại chỗ hóa thành cho bụi. Quá trình này kéo dài suốt 5 phút. Mà cái này 5 phút đối với Hoa Anh Đào Quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một loại giày vò. Bọn hắn ký thác kỳ vọng vào Abe No Se Mây. Tại khổng tước trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ. Không chỉ có như thế, ngũ sắc thần quang mỗi xuất một lần. Hoa Anh Đào Quốc vạn thần điện bên trong đèn đuốc liền dập tắt một chiếc. Trên khán đài, cuối cùng có người nhịn không được hô to. Xin Abe No Se Mây đại nhân hy sinh, Anh Đào Quốc chúng ta không thể dây dưa mãi thế này, kéo dài nữa. Không biết chừng toàn bộ thần thức của Anh Đào chúng ta đều sẽ chết hết. Abe No Se Mây xin hãy tự sát như một võ sĩ đi, xin đại nhân hy sinh, sức mạnh của thần thức bắt nguồn từ tín đồ. Bây giờ Abe No Se Mây bị tín đồ của chính mình vứt bỏ, căn bản không thể tồn tại lâu trên thế gian. Ngũ sắc thần quang quét vào trên người hắn. Lần này hắn không có triệu hoán hầu thần thay mình ngăn cản. Abe No Se Mây chết. Trận thần chiến này cũng cuối cùng kết thúc. Phía dưới khán đài mọi người điên cuồng hoan hô, trận đấu không được đánh giá cao nhất lại bất ngờ thắng lợi. Điều này khiến họ càng tự tin hơn vào việc giành thắng lợi chung cuộc trong trận chiến thần này. Người chủ trì tuyên bố tổ thứ hai tuyển thủ ra sân. Long Giã tướng quân bước nhanh đến phía trước, vỗ vỗ bờ vai của anh, Tưởng Văn Minh làm rất tốt, xuống nghỉ ngơi đi. Còn lại giao cho chúng ta. Nhưng mà anh chỉ là cười cười, không có chút nào ý tứ xuống đài. Tướng quân đừng có gấp, ta nói qua muốn đanh lâu một chút, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới hành động này của anh đưa tới một tên khác tướng quân bất mãn. Có thể thắng một lần liền đã rất tốt, thật sự cho rằng lần nào cũng có thể triệu hồi được thần linh mạnh mẽ sao? Anh không để ý đến lời bàn luận phía dưới, anh quay người muốn tới giấy và bút. Vừa rồi mấy vị thần chi tượng đá các ngươi cũng đã thấy được, ta bây giờ đem tên bọn họ viết xuống, tương lai gặp cũng không đến nỗi nhận không ra. Ta mỗi lần tiến vào tạo hóa chi môn liền có thể giác tỉnh thêm một vị thần, cho dù thật có chết cũng không đáng tiếng. Âm thanh mặc dù không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi vị người Hoa. Tế Ninh tướng quân trên đài hội nghị vừa rồi quát lớn anh, lúc này chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên. Thiếu niên mạnh thì quốc cường, đứa nhỏ này có lòng. Trên đài Long Giã hướng về ta tiến vào quân lễ, tiếp đó quay người đi xuống lôi đài, không tiếp tục nói nhiều một câu những cái kia an ủi người. Trận chiến thần thức thứ hai bắt đầu, ánh mắt đảo qua một đám tượng đá. Anh cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở một vị tướng uy vũ tay cầm cửu xích đinh ba. Vì đại độ cửu tử, luyện hóa phân kim thành cửu xích đinh ba, hậu bối thanh thạch kính mời thiên hà chi chủ thiên bồng nguyên soái chư bát giới giáng lâm. Trong nháy mắt, sắc mặt toàn thể người Hoa Hạ đại biến, đều cho rằng xong đời rồi. Chỉ vì người Hoa Hạ trên thế gian này đã xuất hiện đứt gãy về ký ức thần thoại, chúng thần Hoa Hạ bị thế nhân lãng quên hết thảy. Liền đối diện Hoa Anh Đào Quốc tuyển thủ, nhìn thấy anh tuyển một cái chữ yêu, đều lộ ra trào phúng. Dù sao võ sinh vẽ hình yêu quái, bình thường cũng là cao đẳng quỷ thần tế phẩm. Ở kiếp trước mọi người đều biết chư bát giới ăn ngon lười biếng, nhưng anh không cho là như vậy. Thiên Bồng là ai? Đây chính là chín đại tinh quân đứng đầu, địa vị có thể so với nhị lang thần. Quan trọng nhất là cấp trên của hắn thế nhưng là Chân Vũ Đại Đế, thực lực so với Ngọc Đế chỉ cao không thấp. Là người đứng đầu phụ trách 10 vạn thủy quân thiên hà, chư bát giới chính là nhân vật lớn đích thực trên thiên đình. Nhưng mà làm anh đầy cõi lòng chờ mong, thời điểm Thiên Bồng nguyên soái phát uy, lại trực tiếp bị cự tuyệt đánh nhau. Không có hứng thú ngươi đi tìm con khỉ kia đi, hắn ưa thích đánh nhau. Ta lập tức mắt trợn tròn, dưới tình thế cấp bách hô lớn Thiên Bồng đại nhân nhất tộc. Tà thần xâm lấn, nếu như chúng ta thua, Hoa Hạ liền không tồn tại nữa. Đến lúc đó thế gian liền lại không người sự tích của ngài. Chẳng lẽ ngài nghĩ cả một đời gánh vác nói xấu sao? Ngài vốn là chín đại tinh quân đứng đầu, lại bởi vì cuốn vào quyền hạn nội đấu, trở thành vật hy sinh của quyền lực, cuối cùng bị giáng chức xuống thế gian đầu thai thành heo.
ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được. Ngài chẳng lẽ không uất ức sao? Bước chân tiến lên của Chư Bát Giới đột nhiên dừng lại, khuôn mặt lợn dữ tợn lúc này đầy vẻ tức giận nhìn chằm chằm ta. Ta biết, lời của ta đã chạm đến đáy lòng của vị chiến thần này, tiếp tục hét lớn, chỉ cần Hoa Hạ vượt qua được kiếp nạn này, ta nguyện hứa với ngài, nhất định có ngày ta sẽ đánh thức toàn bộ chư thần, lên Linh Sơn đòi lại công bằng cho ngài. Ý niệm vừa động, thân ảnh của Yêu Hoàng Đế Tuấn hiện ra trong người ta. Chư Bát Giới đồng tử co rụt lại, cuối cùng cũng chịu buông miệng nói ra ý định ra trận. Ta tin ngươi lần này, nhưng lão chư ta có chút thèm, muốn nếm thử mùi vị nhân gian bây giờ. Nghe vậy, thủ trưởng số 1 Lý Kiến Quốc trên khán đài lập tức đứng dậy, hô lớn, thông báo cho tất cả đầu bếp trong đế đô, lập tức cúng rượu ngon các món ngon cho Thiên Bồng Nguyên Soái. Lúc này, một hòa thượng đầu chọc trong DOU của Anh Đào Quốc đang dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chư Bát Giới. Chỉ là một con chư yêu cũng xứng làm đối thủ của ta. Nhưng Chư Bát Giới tùy ý liếc hắn một cái, không thèm phản bác, tự tiện đi đến trước một đống đồ cúng, tùy ý cầm lấy một chiếc bánh bao hơi ngả vàng, cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Tâm ý của ngươi ta đã nhận được, đã hưởng dụng đồ cúng của ngươi rồi thì tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Chư Bát Giới đột nhiên cau mày thì thào nói một câu như vậy. Khán giả khu vực Hoa Hạ đều lộ vẻ mặt bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh rất rõ ràng rằng đây là truyền thống thời xưa. Bách tính cung bái thần linh, một khi thần linh chịu hưởng dụng đồ cúng thì coi như đã nhận đoạn nhân quả này. Chư Bát Giới luôn miệng nói không muốn quản chuyện nhân gian, nhưng bản chất lương thiện của hắn lại không thể che giấu, bằng không cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy. Gia chuyển một cái màn thầu chay. Cái này là đủ rồi. Đại chiến bắt đầu. Hoa Anh Đào Quốc tuyển thủ đột nhiên mở miệng trọng tài. Ta muốn lựa chọn Hải Dương làm võ đài. Hải Phương chủ am hiểu khống thủy. Tại Hải vực có thể phát huy ra 200% thực lực. Người chủ trì nhìn về phía anh hỏi thăm phải chăng có ý kiến gì không. Anh giả bộ không quan tâm mà phẩy tay. Kỳ thực trong lòng đã sớm cười nghiêng ngửa. Nếu như đổi thành những người khác ta có lẽ sẽ không đáp ứng. Nhưng vị này chính là trưởng quản thiên hà. 10 vạn thủy quân Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngay cả dòng sông Vong Xuyên đáng sợ nhất, hắn cũng có thể tự do bơi lội bên trong. Bây giờ lại dám ở trước mặt hắn nghịch nước. Lúc này Chư Bát Giới cũng đã ăn xong một miếng màn thầu cuối cùng. Mũi chân vẩy một cái, cửu xích đinh ba rơi vào trong tay. Trong đời này của ta, ngoài sư phụ ta ra thì ghét nhất là đầu chọc, đặc biệt là hòa thượng. Ngươi thật không may, cả hai thứ đều có. Hải Phương chủ là có tiếng hung tàn. Chuyện này gặp Chư Bát Giới khinh thị mình như vậy. Lập tức giận dữ, chỉ là một cái cấp thấp chư yêu, mà cũng dám to mồm hống hách. Ta không chấp ngươi. Chư Bát Giới bình sinh hận nhất người khác gọi hắn chư yêu, mà Hải Phương chủ lặp đi lặp lại nhiều lần gọi hắn như vậy, cũng triệt để chọc giận hắn. Cả người tựa như đạn pháo, trực tiếp nhào về phía Hải Phương chủ. Hải Phương chủ thấy Chư Bát Giới lao về phía mình, thì lập tức dùng tuyệt chiêu của mình là Thủy Long Quyền, cửu xích đinh ba chỉ một chiêu, liền xé tan Thủy Long Quyền thành vô số giọt nước. Hải Phương chủ mắt thấy chiêu bài của mình năng lực bị đối phương dễ dàng rách nát. Trong lòng hơi run rẩy, vội vàng dùng năng lực thứ hai của mình, khống chế dòng nước xung quanh hình thành những con sóng đánh về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới cười lạnh không thèm để ý, điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám ở ngươi Chư gia gia trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Hắn trưởng quản thiên hà trăm vạn năm. Cái gì chiến trận chưa thấy qua, cứ như vậy một điểm nhỏ bọt nước. Hắn thậm chí đều sinh không nổi một tia tránh né ý niệm. Ngay tại chỗ, hắn thu lại cửu xích đinh ba, nắm chặt hai tay. Từng đường gân xanh nổi lên trên cánh tay, đối phó với loại rác rưởi yếu ớt như ngươi, dùng cửu xích đinh ba quả thực là phí phạm tài năng. Vừa dứt lời, thân ảnh Chư Bát Giới liền biến mất. Vị trí hắn đứng ban đầu phát ra một tiếng động lớn, nước biển như thể bị tàu sân bay đập vào, dâng lên một cột nước khổng lồ cao cả trăm mét. Còn chưa kịp để mọi người nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, thì đã nghe thấy Hải Phương chủ hét lên một tiếng thảm thiết.